Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức A Di Đà Phật. Đây là chương trình vấn đáp Phật pháp cùng thầy. Câu hỏi mà Phật tử dành cho con đó là: dạ con kính thưa thầy, con chó nhà con đã hơn 15 tuổi, mấy tuần nay nó đi không được, nằm một chỗ, ăn uống vệ sinh một chỗ. Người đã bắt đầu lở loét, lau chùi vệ sinh nó cũng đau đớn lắm. Mấy hôm nay không ăn được nữa, chỉ nằm kêu rên. Con có ra thú y hỏi thì bên đó họ nói rằng có dịch vụ chích thuốc tử cho chó mèo chết nhẹ nhàng hơn. Con sợ làm như vậy có tạo nghiệp không, nên kính mong thầy cho con lời khuyên ạ. Tri ân thầy. A Di Đà Phật. Cảm ơn câu hỏi của cô Phật tử. Đây là cái hiểu và sự chia sẻ cá nhân của thầy. Mercy killing tức là giết hay tạo ra cái chết của một sự sống bằng lòng từ bi. Bản thân thầy như là người tu Phật học Phật, thầy thấy mercy killing hay bất kỳ một cách giết hại nào đều không đúng với luật của nhân quả và nghiệp báo. Cho nên dù đó là con người, loài vật hay bất kỳ một sự sống nào có biệt nghiệp riêng của mỗi loài đó. Thầy nói thế này nhé, có thể con chó với một cái nghiệp nhân nào đó xấu ác ở quá khứ, nó phải chịu cái nghiệp quả là sẽ đau đớn để trả nghiệp của kiếp chó này, thì nó mới trả hết cái nghiệp đó. Mình vì tình thương không có sai, nhưng tình thương không có trí tuệ, tức là không thấy được sau khi nó chết ở kiếp chó này nó đi đâu, và nó đã làm gì, và nó phải bị chịu cái nghiệp của kiếp chó đau đớn này. Nếu mình không hiểu được từ đâu chúng sanh đến, chúng sanh sẽ đi về đâu, mà bằng chỉ đơn thuần tình thương thôi, thì tình thương đó thiếu trí tuệ. Tình thương thiếu trí tuệ thường đưa đến cái tai hại hơn là cái quả tốt đẹp. Nếu mà cô có thể thấy được sau khi chích mũi thuốc nó chết một cách yên lành, không có sân hận cô, không có ân hận, không có ghét thù cô về kiếp mạng sống của nó, và sau khi nó đi bằng cái tâm vừa tri ân, vừa bình thản, nhẹ nhàng xả nghiệp, nó tái sinh vào cõi an lành, nếu cô chắc điều đó thì mũi thuốc đó nên làm. Còn bằng không, mũi thuốc đó nó có thể tạo oan gia trái chủ với một chúng sinh, mà có thể người đó là mẹ, là cha, là người mà ân tình đến trả ơn với mình, và mình lại vô tình lấy oán trả ơn bằng tình thương mà chúng sanh con chó đâu có hiểu là vì sao mình kết thúc mạng sống của nó. Cho nên tình thương phải cần đi với trí tuệ. Vì nếu không có trí tuệ thì người ta cũng có thể nói rằng khỏi cần chó nó bệnh đi. Chó, gà, mèo, tất cả những loài vật phải chịu nghiệp báo, thôi thì mình giết nó, mình ăn thịt để cho nó tái sinh đi cõi khác, nó nhờ cái phước của mình ăn thịt của nó luôn. Cho nên đôi khi người ta giảng giải là ăn thịt ăn cá nó lại có phước ở chỗ đó. Nếu như mình nghĩ rằng giúp loài khác tái sinh bằng cái tình thương của mình để cho nó đầu thay vào cõi tốt đẹp hơn, lý luận như vậy thì sao? Nó hoàn toàn sai lầm. Bởi vì sự sống nào cũng rất là sợ chết, nhưng mọi sự sống đều ham sống sợ chết. Trước hay coi đó là một bài học mà bất kỳ chúng sanh nào, nếu có nghiệp nhân nó tạo thì nghiệp quả nhất định phải trả. Và con chó nó đang chịu nghiệp quả đó, hãy nhìn nó và thấy mình. Nó là bài học sống, pháp đang thuyết ở muôn nơi, và xung quanh mình những bài học pháp đó vô lời, và mình có đủ tỉnh giác để thấy được cái, bằng cái trí tuệ của mình, để mình tránh cái việc ác hay không, đó là cho mình trước. Thứ nữa, hãy khởi lòng đại từ bi, biết đó là chúng sanh từng là ông bà, cha mẹ, anh em, hoặc là oan gia trái chủ ruột rà đến để trả nợ hay trả ơn. Họ đã ở với mình cả một cuộc đời, mười mấy năm, con chó nó gắn bó yêu thương, mình cũng ve vuốt, cũng chăm sóc cho nó ăn, nó vui, nó buồn, nó có mình, không có mình, nó cũng nhớ, nó thương mình này nọ, cảm xúc nó rất đặc biệt. Bây giờ chuẩn bị nó ra đi, nó trả nghiệp quá nặng nề như thế, thì khởi cái tâm đại từ bi, hồi hướng công đức tu hành của mình, nguyện cho nó sớm được giác ngộ, gửi một năng lượng thiện tâm, cái lòng tốt, mong cho nó được tái sinh vào cõi an lành. Có loài sinh linh, có sự sống nào nó cũng cảm được cái năng lượng tốt, tích cực bằng cái tình thương của mình cho nó đó. Cái nữa, bằng cái tình thương đó, hãy tụng bài kinh, bài chú, có thể 21 biến đại bi, không là hồi hướng cho nó.
tụng vào nước, rải lên người đó, mong cho nó yên lành. Nó giống như là mercy mà họ mới cứu đi, cũng là lòng từ bi, nhưng cái nước cam lồ bằng cái tình thương của mình, mong cho cái nước đó nó đi vào trong cơ thể này, mà không những nó làm dịu đi cái sự đau đớn của thân, mà mong nó chuyển hóa. Những điều này nói có vẻ nó mang tính chất tâm linh, nhưng mà mình tu hành mà, đã là con của Phật rồi thì mình biết cái thân xác của con người nó là kết quả của nghiệp báo. Thì cái đau khổ của thân xác đó, nó có thể làm dịu nhẹ đi bằng cái lòng từ bi và cái thần lực, tha lực, pháp lực và công đức lực của mình hầu hướng vô nước và rải cho nó. Và khi mà mình làm cái hành động đó, mình chăm sóc y như là một con người, chứ đừng nghĩ đó là một con vật. Vì nó rất đau đớn, nó rất cần sự che chở. Giống như ngày nào nó đói mà nó đợi mình về cho ăn, bây giờ nó không ăn được, nó biết mình chăm sóc, nó biết mình thương, nó cảm nhận được hết cái tình thương đó. Vấn đề là mình có hồi hướng cái năng lượng, mình có niệm Phật và nguyện cầu, mình có nói cho nó nghe, giống như là mình khai thị cho nó vậy đó, y như một con người vậy đó. Thì cái điều đó là quan trọng. Và mình có thể vì nó 21 ngày mình thanh tịnh thân tâm, mình tụng chú, mình trì kinh, vừa cho mình, vừa cho người mình, người thương của mình, vừa cho con vật đó, hồi hướng cho nó. Nó cả một cuộc đời mười mấy năm với mình, 21 ngày mình có thể tu trì giữ thanh tịnh giới hạnh, và còn nguyện trong lòng như một hành động gì đó, mua con cá, con chim phóng sanh cho nó, đối xử y chang như là một con người vậy, hồi hướng công đức cho nó. Rồi cái chuyện của nó hết cái nghiệp báo á, thì nó trả, nó đi một cách nhẹ nhàng. Đừng có làm một cái tác nhân xen ngang vào cái nghiệp mà nó đang trả. Đôi khi đau khổ á, là cái cách mà chúng sanh phải trả nghiệp báo của mình nhanh nhất. Và đôi khi trong cái đau khổ đó, chúng sanh đó mới giác ngộ được cái nhân mê của mình trước kia. Thì nguyện cho nó trong cái lúc nó trả cái nghiệp đó, nó mau chóng kiếp sau được làm người, gặp Phật Pháp, thiền hữu tri thức, thọ trì ít nhất tam quy ngũ giới, làm bà con Phật Pháp với mình, và hướng dẫn nhau phát đại thừa nguyện, phát bồ đề tâm, và hướng đi con đường tỉnh thức và giải thoát, và hết lòng thành thật, nhất định có sự nhiệm màu. A Di Đà Phật.